Xin chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cam Minh Kỳ Yến tại Nghệ An. Thì tiếp tục video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một loại phân hữu cơ nhé. Mà gần như là tay rất là lạ, gần như là chả có ai làm hết. Thì phân là phân gì? Thì đây, mình cho mọi người xem nhé. Đây, đấy, mọi người đó là phân gì chưa? Là phân cam đấy. Thì tại sao là phân cam? Hết dùng phân hay sao mà dùng cam ủ phân? Thì thế này, đương nhiên là dùng đến phân cam thì gọi là bác dĩ thôi. Cũng chả ai phải đi hái cam trên cây xuống mà để ủ phân cả. Thì thay vì trong vườn luôn luôn có những cái cam rụng, hay là mỗi lần mình thu hoạch cam xong ấy thì có những cam không đạt chất lượng, cam hỏng này vứt đi ấy. Mình đừng có vứt đi, mình tận dụng mình làm phân cam thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đừng coi thường nó nha, gọi là đừng phế phẩm là không có dinh dưỡng nha. Quả cam ấy thì một cái thành phần dinh dưỡng trong quả mà gọi là rất là nhiều, đó là kali. Và cái lượng kali trong quả cam này không kém quả chuối đâu nhé. Thì mọi người thay vì vứt đi thì mình tận dụng nó lại, mình đem ủ phân, vừa tiết kiệm được tiền, mà vừa tiền mua phân, mà vừa đỡ vứt rác ra bên ngoài nữa. Đấy, thì cách ủ nó như thế nào thì đơn giản thôi. Thì mọi người nhìn đây. Đây. Đấy, thì ủ chả khác gì phân trùng hết. Do cái đống phân này là mình đang đổ thêm vào nên chưa có hoàn thiện cái hố này nhé. Nó hoàn thiện rồi là mình đậy bạt trùm hết kín hết lại. Đơn giản thôi. Cam cái hiện tại tụi mình thì cũng ủ như phân trùng, phân đống vậy thôi. Là đổ vào một đống. Cái lưới vi sinh lên. Cái thay một lớp nữa, rưới vi sinh lên, thay một lớp và rưới vi sinh lên, cứ một lớp mỏng khoảng vài khoảng đâu 10 cm là mình rưới một lớp vi sinh, phun lên một lớp vi sinh. Thì vi sinh đấy, thì vi sinh thì mọi người người bón phân thì mọi người biết vi sinh đâu. Đây là vi sinh đây. Đây vi sinh của mình đây. Thì đây như thế, giờ cái này thì mình cứ rưới lên thế này thôi. Đây. Thực ra này mình đang cầm cái điện thoại mình quay nên là nó không có tiện lắm. Hôm nay là mình quay điện thoại nên là mình không có tiện. Đấy, nhưng mà mọi người có thể hiểu đấy. Vi sinh này mùi rất chua nhá. Đúng là men đấy. Rất là chua luôn. Thì cái khi mình rải phân đây, rải một lớp cam đây, rồi mình rải tiếp một lớp vi sinh, rồi một lớp cam, một lớp vi sinh, thì nó không có bốc mùi thôi, thối gì hết. Vì cái vi sinh này giúp phân hủy cái phân cam này rồi, là không có mùi gì đâu. Và chỉ cần mình sợ ruồi nhặng thì mình đậy lại thôi. Thì mọi người sợ một cái nữa là phân cam rất là axit, đúng không? Sợ chua rồi chết cây đấy. Thì nếu mọi người sợ đấy thì mọi người chỉ cần ủ kiểu đóng thế này thôi, tầm đâu 7-8 tháng này, năm gì đấy, lúc đầu lấy lên bỏ một gốc cây thôi. Lúc vì cái axit trong cái quả cam này, thật ra mọi người nói axit mà, nhưng mà nó là axit hữu cơ. Và khi mình ủ đi rồi qua một thời gian dài thì gần như mất đi rồi, nên là không có sợ chua đắt và chết rễ nhá. Đây, thì đây, thì mình muốn làm video này cũng muốn giới thiệu mọi người là cái nguồn mà dinh dưỡng trong vườn thì hãy tận dụng đi chứ. Như từ quả cam với những cái thứ khác thì hãy tận dụng chứ đừng vứt nó là coi như rác, vì nó có giá trị hết. Mọi người nghĩ đi, cái cam thì bao nhiêu dinh dưỡng là nuôi hết vào quả cam, đúng không? Vậy là quả cam này phải giàu dinh dưỡng không? Quá giàu dinh dưỡng này chứ. Bây giờ mình vứt đi rất là phí, đúng không? Hay vì đó mình tận dụng mình ủ phân được không? Quá được chứ. Mình đang làm đây này. Nên là trong cái hạng một video này thì mình muốn giới thiệu đến mọi người là cách tận dụng cái phế phẩm của vườn mình
để gọi là dùng phân được, đừng có vứt nó đi là rất là phí. Đấy thì thời lượng video có hạn đây, là mình trong thời lượng video này thì mình giới thiệu sơ mọi người biết là về phân cam và ủ phân cam để tận dụng nó như là một nguồn dinh dưỡng rất giàu kali cho cây cam của mình. Đấy thì video của mình thì tới đây thì cũng là tạm dừng rồi. Thôi xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nhé. Nếu thấy hay hay là thích clip thì cứ đăng ký kênh nhé. Đây, nút đăng ký ở phía dưới video mọi người nhấn đăng ký vào để ủng hộ mình nhé. Dạ rồi rồi, mình chào mọi người nha. Gặp lại video sau nha.